Chiều Vĩnh Phúc một ngày nắng đỏ, sân Tam Đảo đốt lửa hùng thiêng. Cuộc gặp gỡ của tất cả nhân duyên, hai anh tài vô cùng xuất sắc. Anh Tuấn Hưng với lối hát bản sắc, cùng thợ hát khuấy đảo suốt live show. Vâng thưa quý vị và các bạn, live show anh em kết đoàn đã khép lại với kết quả chiến thắng mãn nhãn đã được định đoạt trước giờ bóng lăn. Sau tất cả những lời trêu đùa và hờn dỗi nhau cả chục năm có lẽ, thì tình cảm mà anh thợ hát Duy Mạnh dành cho nam ca sĩ Tuấn Hưng và ngược lại vẫn rất đong đầy. Và tình cảm ấy còn ý nghĩa hơn khi được phát tiết trở thành một chương trình giàu tính nhân văn, nhưng cũng không thiếu đi những tiếng cười, để cùng nhau chúng ta hướng về bà con vùng thiên tài bão lũ. Trước khi trận siêu kinh điển giữa Táo Vàng và Táo Tàu diễn ra, thì ban tổ chức của show đến từ FC Dốc Mộng Mờ đã ghi siêu phẩm 3 tỷ, được chuyển thẳng đến Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để giúp đỡ bà con khắc phục hậu quả sau bão. Chỉ riêng tình huống xử lý đẳng cấp này thôi đã xứng đáng nhận một tràng pháo like rồi thưa quý vị. Quý vị và các bạn đang theo dõi phần bình luận sau trận đấu trên kênh YouTube Tuyền Văn hóa ẩm thực thể thao, nơi chúng ta sẽ cùng nhìn lại trận siêu kinh điển trên sân vận động Tam Đảo với những khoảnh khắc lịch sử. Trong quá trình livestream đã có những phản hồi về chất lượng âm thanh trên live không được hay như khi chúng ta nghe trực tiếp. Cái này thì sau đó đích thân ca sĩ Tuấn Hưng ở trên sân khấu đã có những lời chia sẻ rất thẳng thắn. Theo đó thì tất cả mọi người trong ekip có quá ít thời gian để thực hiện live show này, đâu đó loanh quanh chỉ tầm khoảng một tuần. Vì vậy không tránh khỏi những sai sót trong khâu tổ chức, và ban tổ chức cũng gửi lời xin lỗi tới toàn thể quý vị khán giả và mong mọi người thông cảm vì những sai sót đó. Thậm chí trong lúc anh Tuấn Hưng chia sẻ, thợ hát Duy Mạnh còn lấy tay lau mồ hôi thể hiện sự quan tâm và yêu thương hết mực đến với người em của mình. Một khoảnh khắc xúc động. Đương nhiên với một live show ý nghĩa như thế này thì khán giả sẽ nghe bằng trái tim chứ không đơn thuần chỉ nghe bằng đôi tai của mình. Do vậy các anh cứ yên tâm là tất cả những thứ đó đều hoàn toàn có thể thông cảm được hết. Mà thật ra khi anh Hưng chia sẻ lần đầu tiên livestream trên kênh YouTube của anh có tới hơn 100.000 người xem cùng một lúc, thì chúng tôi cũng muốn chia sẻ là lần đầu tiên chúng tôi được xem một live show có đầy đủ từ âm nhạc, tình nghĩa anh em, sự tấu hài, niềm vui, xúc động, sự hỗ trợ cho bà con ở vùng thiên tai và đương nhiên có cả sao kê luôn. Phải nói là quá chất. Ngày hôm qua nếu như tính trên tất cả các nền tảng có lẽ phải hơn 400.000 người xem cùng một lúc. Thưa quý vị, một con số thực sự đáng nể vào thời điểm này. Chưa hết, từng tiết mục, từng khoảnh khắc nói chuyện trên sân khấu đều gây ấn tượng mạnh mẽ với khán giả. Thậm chí với một show bình thường, sau mỗi bài hát, khán giả sẽ có quãng thời gian giơ điện thoại ra, lướt mạng, thậm chí là làm việc riêng. Còn sau mỗi bài hát ở live show anh em kết đoàn, mọi người không có thời gian để làm việc riêng, bởi vì tất cả đều cực kỳ tập trung xem hai anh sẽ nói gì với nhau, thể hiện tình cảm như thế nào với nhau trên sân khấu. Thực sự là lôi cuốn và không thể rời mắt. Mở đầu trận siêu kinh điển, nam ca sĩ Tuấn Hưng, người từng vào vai Thiên Lôi trong Táo Quân, đã có câu hát hướng thẳng về phía anh Duy Triều, đối tác của anh trên hàng công trong trận đấu này. Hãy bước đi và đừng nghĩ suy, dù cho anh trêu đùa em trên Facebook của anh. Hãy bước đi và đừng nghĩ suy, dù anh cho... Đấy, đại khái là như vậy. Sau đó thì thợ hát Duy Triều cũng đã có những phản hồi ở một bài hát khác. Tại sao yêu nhau cứ suốt ngày dỗi nhau, để giờ đây hai ta phải khổ đau. Chàng ơi, xin chàng tha thứ cho em vài lần. Đấy, Tuấn Hưng gọi là Duy Mạnh trả lời, Duy Mạnh trêu là Tuấn Hưng lại dỗi. Điệp khúc này khiến khán giả vô cùng thích thú. Và quan trọng nhất, tất cả những sự trêu nhau hờn dỗi đó đã được cặp tiền đạo này thể hiện thực tế ngay trên sân khấu một cách vô cùng đáng yêu. Đúng là không thể chê vào đâu được khi mà trêu và dỗi đã trở thành một nghệ thuật. Theo thống kê của chúng tôi, sự kiện trêu và dỗi này là sự kiện trêu và dỗi duy nhất trên thế giới được khán giả quan tâm nhiều đến như vậy. Cả triệu người hàng ngày ngóng việc hai anh sẽ trêu nhau như thế nào mỗi ngày trên mạng xã hội. Nếu như nam ca sĩ Tuấn Hưng đã thể hiện được vẻ đẹp đầy phong trần qua cả giọng hát và ngoại hình của mình trên sân khấu, thì thợ hát Duy Mạnh vẫn thể hiện được sự sâu sắc nhưng không kém phần tấu hài của mình trên sân vận động Tam Đảo. Có một câu chuyện mà nhiều người nghĩ rằng nếu kể ra thì sẽ là một câu chuyện buồn, nhưng qua cách kể của chính ủy Duy Mạnh thì đó lại là một câu chuyện buồn cười. Cụ thể nhạc sĩ Duy Mạnh chia sẻ như sau: người yêu đầu tiên của Duy Mạnh hơn Duy Mạnh 5 đến 6 tuổi cơ. Cô ấy dạy Duy Mạnh mọi thứ. Đến lúc chia tay, cô ấy nói rằng: anh còn nhỏ quá, em phải đi lấy chồng. Và bài học rút ra của cư dân mạng là chàng trai nào thì cũng cần có một chiếc máy bay để trưởng thành. Bên cạnh đó, khoảnh khắc đắt giá bậc nhất trong trận siêu kinh điển này đó chính là cái ôm của cặp tiền đạo Duy Mạnh và Tuấn Hưng. Cái ôm này được ví là cái ôm trị giá 3 tỷ đồng. Cái ôm lịch sử, cái ôm đầy ý nghĩa, cái ôm khiến tất cả mọi người chờ đợi. Sau cái ôm thì thợ hát vẫn không quên tấu hài khi nói rằng: chính ủy cảm ơn đại tá, vốn là những biệt danh mà cộng đồng mạng yêu mến đặt cho hai anh. Thưa quý vị, với rất nhiều người thì đây là một trong hai khoảnh khắc ấn tượng và đắt giá nhất live show anh em kết đoàn. Ngoài việc tạo ra những dấu ấn và cùng nam ca sĩ Tuấn Hưng viral sự kiện ý nghĩa này, thì thợ hát Duy Mạnh cũng đóng vai một tư vấn viên,
khi anh khuyên ca sĩ Tuấn Hưng hãy hát bài Dĩ Vãng Cuộc Tình, sau đó đi hát bài Quả Táo Tàu, thì chắc chắn sẽ đi tiếp ở chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Thưa quý vị, nhưng với chúng tôi, anh Tuấn Hưng đã là thủ khoa của chương trình này rồi. Vì việc bản thân anh quyết định đá cặp với tiền đạo Duy Mạnh sau 14 năm tại sân khấu siêu kinh điển Kết Đoàn đã là vượt qua cả mấy chục ngàn chông gai rồi, anh Tuấn Hưng ạ. Cảm giác Duy Mạnh sáng tác kiến tạo để Tuấn Hưng cất giọng và tạo hit lập siêu phẩm, đó là một cảm giác không gì có thể diễn tả nổi. Thậm chí, đó là thanh xuân của rất nhiều quý vị khán giả. Không cần phải thể hiện quá nhiều, nhìn hai anh trêu nhau trên sân khấu thôi, đã thấy hai anh hiểu nhau đến như thế nào rồi. Thậm chí thợ hát Duy Mạnh cũng đã hơn một lần khẳng định, nếu hỏi người anh yêu quý nhất showbiz này thì chính là ca sĩ Tuấn Hưng. Hài phong, đúng là không lòng vòng. Ở buổi báo trước thêm trận siêu kinh điển, chính ủy Duy Mạnh thậm chí đã gây sốt với chia sẻ về một thông tin khiến tất cả mọi người sốc nhưng cũng vô cùng thích thú. Theo đó thợ hát nói như sau: tớ có ý suy nghĩ thế này, trong cuộc sống thì ai cũng có sai sót và không ai hoàn hảo hết. Thôi thì hãy chung tay cùng nhau ủng hộ Bão Lụt một cách hiệu quả nhất. Tất cả chuyện cũ hãy bỏ qua hết. Show Duy Trêu Tún Rỗi diễn ra ngày 21 tháng 9 ở Tam Đảo. Nếu ban tổ chức sắp xếp ổn thỏa và chuyển khoản vào quỹ Mặt trận Tổ quốc số tiền 3 tỷ để ủng hộ cho bà con lũ lụt, tớ rất mong bên ban tổ chức mời thêm cả MC Phan Anh cùng tham gia chương trình. Trong live show này chúng ta cùng vui với âm nhạc, với khán giả. Bỏ qua hết tất cả, không nhắc lại những chuyện cũ nữa. Vừa được vui với nghệ thuật và làm cho khán giả thấy thú vị, mà lại đóng góp ủng hộ cho bà con bão lũ nữa. Tất cả mọi người đều vui và có lợi. Cái này nói thật lòng nhá, không hề nói phét. Và đúng thật, trước giờ G thì hình ảnh MC Phan Anh xuất hiện trong quá trình chuẩn bị cho live show đã khiến tất cả mọi người thích thú, thậm chí là phấn khích. Tuy thực tế không phải là người dẫn chương trình của live show, nhưng hình ảnh Phan Anh xuất hiện ở nhiều góc máy khác nhau ở trong chương trình này với nụ cười, sự thoải mái và những cái vẫy tay của mình đã khiến nhiều người lập tức phải cáp màn hình và đăng lên. Rồi cuối cùng, bức ảnh đắt giá thứ hai của live show cũng xuất hiện, thưa quý vị. Trên sân khấu, cặp tiền đạo Tuấn Hưng Duy Mạnh đã gây bão mạng rồi. Giờ mời lên luôn cả MC Phan Anh thì đúng xứng đáng là khoảnh khắc lịch sử. Mà đỉnh cao luôn là MC Phan Anh xuất hiện, đọc số tài khoản của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chuẩn xác, không sai một số nào. Đúng là đỉnh cao và đẳng cấp. Chứng kiến tiền vệ đánh chặn MC Phan Anh bên cạnh cặp tiền đạo Duy Mạnh Tuấn Hưng thì đúng là bộ ba cầu thủ chấp hết những đội bóng mạnh nhất trên thế giới lúc này. Mang ngay Real Madrid tới đây, mang ngay Manchester City tới đây. Sau đó thì quả táo vàng của ca sĩ Tuấn Hưng được cất lên, rồi cái kết là thợ hát cũng ăn luôn quả táo tàu trên sân khấu. Trời hôm nay có mưa, có cả những tiếng cười, thậm chí những giọt nước mắt. Có những phiên đấu giá ý nghĩa khi ngoài 3 tỷ đã được ban tổ chức gửi tới Mặt trận Tổ quốc thì có thêm 620 triệu đồng tiền đấu giá nữa, và chắc chắn sẽ còn hơn thế nữa được chia sẻ, được ủng hộ và gửi tới bà con vùng bão lũ. Cuối cùng thì chúng tôi cầu mong anh em cứ mãi kết đoàn, cùng nhau kết hợp đàng hoàng mà vui, khán giả thì lãi nụ cười, tinh thần lan tỏa, giúp người khó khăn. Chi tiết vừa rồi cũng đã khép lại video ngày hôm nay của chúng tôi. Một đêm thực sự rất vui, thưa quý vị và bạn. Ngoại hạng Anh cũng phải nhường spotlight lại cho hai anh, là chúng ta biết như thế nào rồi đấy. Một tràng pháo like để khép lại video ngày hôm nay và mở ra rất nhiều câu chuyện tiếp theo về bộ đôi tiền đạo Duy Mạnh Tuấn Hưng trong tương lai. Xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.